Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em Thanh xin kính chúc tất cả quý hàng có một ngày thật là nhiều niềm vui. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Và hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo và quần jean hàng của Levi mới 100% anh các chú ạ. Lâu lắm rồi thì em Thanh mới có các mã áo luôn. Bởi vì là thực sự là cái mùa này thời tiết này nó rất là khan hiếm về cái sản phẩm này ấy. Thành ra là em đặt rất là lâu rồi và hôm nay sẽ về được một ít mẫu áo nhá. Mẫu áo thì sẽ có, hôm nay sẽ có 3 màu: xanh nhạt, xanh đậm và xanh đen. Còn quần thì vẫn có 3 màu là quần xanh đậm, xanh nhạt và xanh đen đấy ạ. Và có cả quần dài và quần sọt nữa. Thì các anh các chú mình cứ theo dõi cái thông số em đưa ra để cho các mã quần đấy ạ. Còn áo thì là em sẽ đi chi tiết từng áo nhá. Và các anh các chú biết đấy, bởi vì là hàng nhà em, cái này là hàng của Levi ạ, hàng chuẩn Thái Lan các anh các chú nhá, hàng chuẩn Thái Lan may, không phải là hàng của Việt Nam hay là Trung Quốc, nhưng mà tuy nhiên cũng không phải là hàng của Mỹ. Bởi vì các anh các chú biết đấy, nếu mà hàng của Mỹ thì cái giá nó rất là cao, hàng ở Mỹ thì nó sản xuất tại Mỹ giá nó rất là cao. Một cái áo này nó cỡ khoảng tầm gần 3 triệu các anh các chú ạ. Và các anh các chú mua của em Thanh giá là 900.000. Nó chất lượng tương đương 19-10 so với các anh các chú mua một con áo ở trong store, hàng made in Mexico hoặc là San Francisco các anh các chú nhá. Còn các anh các chú mà muốn đặt hàng chính hãng, hàng mà hàng chuẩn của sản xuất tại Mỹ thì có thể là cứ liên hệ với em Thanh để em Thanh order. Tuy nhiên cái giá nó sẽ khá là cao, nó gấp khoảng 3 lần một so với lại hàng này các anh các chú ạ. Thực sự là những cái áo này, những quần này thì nó rất là chất lượng rồi, em Thanh bán số lượng nó khủng khiếp lắm. Thường hàng ngày ấy, hàng ngày kể cả em không có lên video, các anh các chú vẫn thường xuyên đặt hàng. Và khi nào em Thanh về hàng thì em sẽ gửi cho anh các chú, các anh vẫn chú vẫn đợi được mà. Và hôm nay thì em Thanh sẽ bán áo là 900.000, quần thì 650.000 các anh các chú nhá. Đó, tất cả đều là hàng của Thái Lan may. Đây ạ, em sẽ đưa cho các anh các chú xem cái đường may của nó đây. Nó may đều chỉ là đều chỉ vàng nhá, chỉ nổi. Cực kỳ đẹp luôn. Chất của nó sẽ là chất cốt tông. Chất cốt tông không co giãn, em sẽ có hai cái áo có co giãn thì lát nữa em sẽ đi vào chi tiết. Đó, và em Thanh nhá, áo thì sẽ có 3 màu này, xanh nhạt, xanh đậm. Đây ạ, xanh nhạt, xanh đậm thì nó sẽ là áo mà may hai đường chỉ đấy các anh các chú ạ. May hai đường chỉ và cái form của nó khá là ngắn. Ngoài ra thì em Thanh sẽ có cái áo màu xanh đen. Nó giống với cái quần màu xanh đen các anh các chú ạ. Nó giống với cái quần màu xanh đen. Đây ạ. Đây nhá, nó sẽ giống quần màu xanh đen này. Và cái áo này thì nó sẽ là may ba đường chỉ. Con áo này thì em Thanh bán hồi mùa đông thì bán rất là nhiều luôn. Bởi vì cái form của nó cũng khá là dài, sẽ phù hợp với các anh các chú tầm trung tuổi. Thì các anh các chú mình thích mặc dài, thích mặc kiểu trùng chặn ấy thì sẽ mặc với con áo như thế này. Đó. Tuy nhiên thì hôm nay em Thanh chỉ về được một con size, một con mẫu thôi. Con size này size XL. Còn các anh các chú mà mặc size nhỏ hơn hoặc là lớn hơn thì cứ đặt hàng, rồi khi hàng về thì em Thanh sẽ gửi cho các anh các chú ạ. Đó. Form size của nó đó. Còn em sẽ đi vào chi tiết cái số đo ấy, để các anh các chú mình lựa chọn cho nó dễ. Và em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ạ, từng sản phẩm các anh các chú nhá. Áo ạ, em sẽ lên mã áo. Mã áo thì em sẽ hôm nay sẽ gọi là mã G, cái chữ cái đầu tiên của từ jean ấy ạ. Còn quần thì em Thanh sẽ cứ theo cái số đo thôi, từ 29 đến size 36 các anh các chú nhá. Đây ạ, mã G1, vai 46, bụng 51 và dài 62. Con này thì màu xanh nhạt các anh các chú ạ. Quần áo này thì là màu xanh nhạt nhá, nó giống với cái màu quần này. Nó giống với cái màu quần xanh nhạt đấy các anh các chú ạ. Đó, mã G1, vai 46, bụng 51 và dài 62. Một em áo jean. Các anh các chú ơi, tất cả các cúc của nó đây đều có dập tên thương hiệu Levi này. Và con này thì nó sẽ là hàng cốt tông 100% nhá. Và nó sẽ may đây ạ, nó sẽ may cái đường chỉ zig zag. Đây, có một cái tem của Levi. Đó, cái tem đỏ đây, hàng nó thiết kế cực kỳ đẹp luôn các anh các chú yên tâm, bởi vì cái hàng này nó hàng sản xuất tại Thái Lan nhưng nó sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Mỹ, cho nên là nó chất lượng của nó rất là ok luôn. Chỉ là cái nơi sản xuất ấy nó không phải là ở Mỹ cho nên cái giá thành nó rẻ thôi. Còn các anh các chú yên tâm. Với cái hàng này nhà em bán nó số lượng rất là nhiều luôn. Đây ạ. Ngoài ra thì ở dưới đây nó sẽ có một cái đai như thế này và sẽ có hai cái cúc hai bên nhá, hai cái cúc như thế này các anh các chú mình có thể tăng chỉnh. Tuy nhiên thực ra thì nó là áo jean ấy thì các anh các chú mình có thể khoác này hay là có thể cài cúc đều rất là hợp. Với cái một em áo jean này các anh các chú có thể kết hợp với đủ mọi phong cách luôn, kết hợp với quần kaki này, quần âu này hay là quần jean cùng màu hay khác màu đều rất là đẹp. Còn bên trong anh các chú có thể phối cho em một chiếc áo polo, một chiếc áo thun cổ tròn, hay là mùa đông đi thì các anh các chú mặc một chiếc áo giữ nhiệt hoặc một chiếc áo len thì nó cực kỳ tiện dụng, có thể giữ ấm này, có thể là chống nắng luôn. Có những anh những chú mua để chống nắng đấy ạ.
mà cái jean này thì nó mặc nó là cotton mà, cho nên nó cực kỳ mát luôn. Mùa đông thì những hôm mà thời tiết nó không lạnh lắm ấy, cách các chú mình mặc chiếc áo jean này nó rất là vừa vặn, rất là thời trang. Còn nếu mà thời tiết mùa hè này nắng nóng, anh chú mình đi đường mình vẫn khoác rất là ok. Mã jean 1, vai 46, bụng 51 và dài 62 cho em. Đó, nó sẽ thiết kế có hai túi ở hai bên anh chú nhá. Có hai túi ở hai bên đây ạ. Đây, phía bên trong của nó, thì bên trong của nó là vải cotton này, cực kỳ đẹp luôn. Và cái phần cúc của nó thì nó rất là đẹp, và cái đường chỉ may của nó thì đều chặn chặn luôn anh các chú nhá. Không có điểm trừ luôn cho những con áo như thế này, giá 900.000. Mã J1, vai 46, bụng 51 và dài 62 cho em ạ. Màu xanh nhạt anh các chú nhá. Anh các chú mình cứ cho em chiều cao cân nặng và thích cái màu nào thì báo em để em gửi cho đúng số đo. Và em Thanh sẽ lên mã J2 này, cũng màu xanh nhạt tiếp theo giống y chang con kia. Đó, cũng kiểu dáng là may hai đường chỉ anh các chú nhá. Form dáng thì nó rất là trẻ trung rồi. Mã J2, vai 48, bụng 52 và dài 63. Vai 48, bụng 52 và dài 63 các anh các chú ạ. Mã J2. Con này thì nó tương đương với size L đấy. Tuy nhiên anh các chú mình cứ cho em số đo hoặc là chiều cao cân nặng cho dễ. Mã J2, vai 48, bụng 52 và dài 63. Chất của nó cầm rất là đầm tay. Tuy nhiên nó không phải là quá dày cứng đâu ạ. Độ dày vừa phải và nó là cotton cho nên nó khá là mềm mại, nó không hề bị khó chịu. Mã J3, vai 49, bụng 53 và dài 64. Mã J3 màu xanh nhạt anh các chú nhá. Vai 49, bụng 53 và dài 64 ạ. Đó, nó vẫn là giống con áo. Ba con áo đầu tiên thì nó là ba cái size khác nhau thôi, còn màu sắc kiểu dáng nó y chang. Mã J3, vai 49, bụng 53 và dài 64, 900 ạ. Em Thanh sẽ lên mã J4 này. Mã J4 em sang màu xanh đậm anh các chú nhá. Màu xanh đậm này thì nó giống với cái màu đây ạ. Nó giống với cái màu quần xanh đậm với các anh chú. Đây là em đưa lên thì cái ánh sáng nó chiếu vào ấy. Đây. Còn thực ra thì nó màu nó giống nhau đấy ạ. Đó, màu xanh đậm nhá. Mã J4, vai 49, bụng 55 và dài 65. Cái này nó cũng là thiết kế may hai đường chỉ của anh các chú ạ. Nó cũng là may hai đường chỉ vào đây. Đó, form nó rất là đẹp luôn. Mã J4, vai 49, bụng 55 và dài 65, màu xanh đậm cho em ạ. Mã J4 á, 900.000 anh các chú ạ. Và em Thanh sẽ miễn phí ship, kể cả mua một cái quần hay một cái áo thì em Thanh đều miễn phí ship ạ. Em Thanh lên mã J5 ạ, màu xanh đậm. Ở vai 50, bụng 55 và dài 66. Vai 50, bụng 55 và dài 66 các anh các chú ạ. Đó, một con màu xanh đậm. Mã J5, vai 50, bụng 55 và dài 66 cho em ạ. 900.000. Và em Thanh hôm nay sẽ có một con áo nhá, con áo form nó siêu to luôn, dành cho những anh những chú mà cực kỳ cao to, mà bình thường mình khó là mua áo ấy. Mã J6 này, vai 62, bụng 65 và dài 77. Cái này các anh các chú cao cỡ khoảng tầm 1m75, cao cỡ khoảng tầm 1m75 mà nặng cỡ khoảng tầm trên 100 cân thì các anh các chú mặc rất là đẹp luôn ý. Mã J6, vai 62, bụng 65 và dài 77 các anh các chú nhá. Đó, nó cũng là giống, nó cũng là màu xanh đậm thôi, nó cũng là tông màu xanh đậm. Mã J6 á, vai 62, bụng 65 và dài 77 các anh các chú nhá. 900.000 cho em ạ. Con này thì đúng là nó kiểu siêu tốn vải ý, nó to gấp rưỡi các con bình thường luôn. Mã J6, vai 62, bụng 65 và dài 77 ạ. Em đã đi hết cái mã màu xanh đậm rồi, và em Thanh sẽ đi vào mã màu xanh đen. Màu xanh đen thì em Thanh sẽ có ba đường chỉ này các anh các chú ơi. Vai của nó sẽ có từ vai 46 đến 50. Nó sẽ có vai từ 46 đến 50 các anh các chú nhá. Đó, con này sẽ là may ba đường chỉ như thế này, cực kỳ đẹp luôn các anh các chú ạ. Con này thì rất là đẹp và form dáng của nó thì siêu đỉnh luôn. Mùa đông em bán cháy hàng, không có một con nào về đến đâu là hết từ đấy. Hôm nay thì họ gửi cho em một con mẫu để xem có đúng cái mẫu mà em đặt hay không. Thì em thấy ok rồi, và ngày mai bắt đầu là hàng sẽ từ bên Thái gửi về ấy. Thì có thể các anh các chú đợi 1-2 hôm giúp em. Đợi 1-2 hôm em sẽ gửi hàng ạ. Đó, màu xanh đen nhá. Chất vẫn là chất cotton. Chất vẫn là chất cotton 100% và nó sẽ may cái đường chỉ màu vàng nổi như thế này. Đó, cái phần túi của nó đây, nó sẽ có hai cái túi hai bên nhá. Và tất cả các phần cúc của nó đều có tên thương hiệu Levi này, nó sẽ may ba đường chỉ như thế này. Đây là cái áo mà em gọi là áo ba đường chỉ đấy ạ, cực kỳ đẹp luôn. Con này là mã là J7 ạ. Mã J7, vai 49 này, bụng 54 và dài 71. Vai 49 ạ, bụng 54 và dài 71 các anh các chú nhá. Mã J7. Đó, còn các anh các chú ơi, em nói rồi, cái này nó sẽ có size, có ba size đấy. Vai nhỏ nhất nó là 46,
46, còn vai lớn nhất nó sẽ là tầm 50-51. Thì các anh chú mình cứ cho em chiều cao cân nặng để em gửi cho nó đúng số đo. Hoặc anh chú mình đặt hàng ấy, hàng anh chú bảo là gửi cho anh cái mã áo màu xanh đen 3 đường chỉ. Anh từng này cân và cao từng này thì em sẽ chọn đúng cái số đo cho các anh chú nhá. Đó. Màu này thì nó siêu đẹp luôn, siêu chất. Với các anh chú mà mình đã có màu xanh rồi thì mình có thể mua những cái tông màu xanh đen như thế này. Màu xanh đen này nó rất là đẹp luôn ấy, cực kỳ trôi các anh chú ạ. Đó. Con này thì đẹp lắm. Đó. Rất là form dáng nó trùng chặn ấy. Mã G7, vai 49, bụng 54 và dài 71 cho em ạ. Và ngày hôm nay thì em Thanh sẽ có hai cái mã áo, hai áo mà nó là chất thun. Nó cũng là chất thun. Cái này thì hồi mùa đông em Thanh cũng đã bán rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì ở bên kho họ có gửi về cho em có hai cái thôi, bởi vì họ vét sạch kho để lại cho em Thanh giá rất là tốt, cho nên em Thanh cũng chỉ bán với giá 700.000 để các anh các chú mình mua thôi. Đó, em lấy vào rẻ thì em sẽ bán rẻ cho các anh chú yên tâm nhá. Đó, thì em hỗ trợ họ bán ạ, từ cái mức giá là 700.000 con này. Mã G8 ạ. Anh em chú ơi, cái phần này nó sẽ may là túi bo tròn này. Nó vẫn là tất cả nó đều hàng hàng chuẩn, tất cả các phần phụ kiện của nó đều chuẩn lì vai. Đều chuẩn lì vai các anh em chú nhá. Nó chỉ là vì nó hết sạch hàng rồi, nó gọi là cắt mẫu ấy, nó cắt mẫu cho nên là họ để lại cho em giá cực kỳ là giá tốt, thì em cũng để cho các anh em chú giá tốt bằng giá em nhập để hỗ trợ họ họ bán hàng thôi ạ. Đó, cái phần này nó sẽ là quát cực kỳ đẹp và trẻ trung. Em lên mã G8 này. Vai 49, bụng 53 và dài 66. Vai 49, bụng 53 và dài 66 nhá. Đây, chất thun co giãn đây. Cho anh những chú mà thích mặc kiểu nó co giãn ấy, nó cho nó thoải mái đấy ạ. Và giá là 700.000 thôi, rẻ hơn áo kia 200.000 đấy ạ. Mã G8. Vai 49, bụng 53 và dài 66 ạ. Vai 49, bụng 53 và dài 66 cho mã G8 anh chú nhá. 700.000. 700.000 cho em này. Con này nó thiết kế là cũng có túi chéo, cũng có túi xỏ hai bên này. Và bên phía đằng sau của nó đây, nó vẫn có một cái đai như thế này. Chỉ là cái chất liệu của nó thôi, cái chất liệu của nó sẽ là hơi co giãn nhẹ, và cái form dáng của nó sẽ là dáng body, dáng slim fit, nó sẽ ôm hơn nhá các anh các chú. Và cái phần túi của nó đây, đặc biệt là phần túi nó may khá là lạ đúng không ạ? Tông màu xanh nhạt các anh các chú nhá. Mã G8 ạ. Vai 49, bụng 53 và dài 66 cho những anh những chú mà cao cỡ khoảng tầm 1m7, 1m72 thì mặc rất là đẹp đây. 700.000, mã G8, vai 49, bụng 53 và dài 66. Em Thanh chỉ có hai cái duy nhất là 700.000 thôi. Còn tất cả cái hàng kia là hàng mà nó là hàng cốt tông ấy thì là 900 đấy các anh các chú nhá. Em Thanh lên mã G9 này. Vai 48, bụng 52 và dài 64. Vai 48, bụng 52 và dài 64, mã G9 ạ, 700.000 anh các chú nhá. Chất co giãn mặc cực kỳ thoải mái luôn. Đó, màu xanh ạ. Tông màu gọi là tông màu kinh điển rồi, mà em nghĩ là ai mà mê đồ jean chắc chắn là đều có những đã sử dụng những cái mẫu như thế này. Ôi anh chú ơi, em lâu rồi không lên hàng áo cho nên là em cũng có đôi thứ là em bị sót đấy. Đây ạ, ví dụ cái đường chỉ may của nó đây, kể cả áo này hay là những cái áo mà áo cốt tông nhá, nó đều này, phía bên trong của nó đây đều may đường chỉ kép cho em. Đó, may rất là chắc chắn cẩn thận luôn. Mã này là mã G9 này. Vai 48, bụng 52 và dài 64 cho em ạ. Đây các anh chú ơi, em cho các anh chú xem lại nhá, xem lại các đường kim mũi chỉ của họ đây. Đó, may rất là chắc chắn cẩn thận, cái mũi kim của nó đều chặn chặn, không có một tí chỉ thừa luôn. Đẹp cực kỳ các anh chú ạ. Đây này, phía bên trong của nó đây, nó may đỉnh lắm, nó may rất là cẩn thận. Với một con áo mà 900.000 như thế này thì chỉ bằng 1/3 số tiền các anh các chú mình mua một con hàng sản xuất tại Mỹ. Thì hàng sản xuất tại Thái Lan thế này nó là 19/10. Anh các chú mình đừng ngại chi tiền với những cái hàng này. Bởi vì các anh các chú ạ, một con hàng mới mà đẹp chất như thế này đúng không ạ? 900.000 quá xứng đáng luôn. Đường chỉ may này các anh các chú ơi. Em nói thật là các anh các chú đi mua hàng ấy, khó mà có thể gặp được con như thế này. Còn các anh các chú mình xem bán hàng ở trên mạng, có những anh những chú bảo em là thấy ở chỗ này chỗ kia bán có 400-500 ngàn. Thật ra thì tiền nào của đấy thôi các anh các chú ơi. Những cái hàng mới này em nói luôn là chênh nhau 50.000 nó đã khác rồi, chứ đừng nói là mấy trăm nghìn. Nếu mà so sánh các anh các chú mình cứ mua hai shop về để mình so sánh chất lượng nhá. Còn nhà em thì không có cạnh tranh về giá cả nhiều, em cạnh tranh bằng chất lượng, bằng những cái gì em Thanh nói ở trên video như thế nào thì các anh các chú nhận sản phẩm nó là như thế. Đó, hôm nay em Thanh sẽ đã lên 9 cái mã áo rồi, và bây giờ em sẽ đi vào quần. Quần thì cũng như mọi lần thôi, em Thanh sẽ có cả quần dài và cả quần ngắn này. Và em sẽ ghim cái, lát nữa em sẽ ghim cái bảng size số ở trên góc màn hình để các anh các chú mình quan sát cho nó dễ nhá. Quần thì em sẽ có 3 màu.
Đây ạ. Màu xanh nhạt này, màu xanh đậm và màu xanh đen. Ba màu kinh điển bán chạy ngang như nhau luôn. Và tất cả các quần này của nó thì đều là quần chất cốt tông không co giãn anh các chú ạ. Và em Thanh sẽ đi vào tả chi tiết cái quần ngắn cho anh các chú xem nhé. Một chiếc quần ngắn này, ví dụ con này là màu xanh nhạt anh các chú ạ. Tất cả các phần cúc, quần khuy của nó đây đều được thiết kế bằng đồng và nó đều có dập tên thương hiệu Levi. Đó, khóa cũng là khóa đồng anh các chú nhá. Và nó sẽ may là cũng là thiết kế may chỉ vàng này. Đó, nó sẽ có hai túi ở đằng trước và có một cái túi zip nhỏ ở trong. Phía đằng sau của nó đây anh các chú ạ. Quần này của nó, quần ngắn ấy thì nó sẽ là mã 560, hiệu Levi 560 anh các chú nhá. Và túi của nó này, đó, túi rất là to. Tất cả các đường chỉ của nó may cực kỳ đẹp cho em ạ. May vô cùng chắc chắn cẩn thận ạ. Chất của nó sẽ là chất cốt tông cho anh em chú nhé. Chất cốt tông 100% không co giãn nhưng mà nó sẽ vô cùng thoải mái. Nó sẽ có một cái tem đỏ phía đằng sau này các anh em chú ơi. Một em quần Levi hàng của Thái Lan. Mặc cực kỳ thoải mái luôn. Các anh các chú đã mua hàng nhà em rồi ấy. Mua quần dài xong lại mua quần ngắn rồi lại mua quần dài. Màu xanh đậm rồi lại màu xanh nhạt. Đấy cứ như thế. Bởi vì là mặc thích quá. Rất là đẹp luôn. Với cái mức quần, mức giá là quần quần sọt thì giá 500.000 anh các chú nhé. 500.000 và em Thanh cũng miễn phí ship giao hàng toàn quốc. Giá 500.000 anh các chú ạ. À, đấy một em quần sọt đây là màu xanh nhạt này. Và em sẽ ghi cái bảng size từ 29 này. Bụng từ 29 đến size 36 anh các chú nhé. Bụng 29 thì là 78. 30 thì là 80. 31 là 82. 32 là 84. 33 là 86. 34 thì là 88 á. 34 cộng thì là 90 anh chú nhá. Nó không có 3 đánh 35 đâu. Nó sẽ là 34 cộng. Sẽ là 90. 36 thì là 92. Còn có thể có những cái size đại lên đến bụng là 30 là 96, 98 ý. Các anh chú mình cứ cho em cái số đo bụng để em gửi đúng mã quần. Các anh chú cứ cho em cái số, cái màu mà các anh chú yêu thích thì là em sẽ gửi đúng màu, đúng size cho các anh chú ạ. Đó, một em quần sọt nhá. Còn cái form dáng của nó thì nó độ dài của nó rất là vừa phải thôi. Nó cứ quần size nhỏ thì nó sẽ ngắn hơn này. Quần size to thì nó sẽ dài hơn một xíu thì trung bình nó dài cỡ khoảng tầm từ 52 đến 56 á. Cực kỳ vừa phải luôn, nó không bị quá ngắn mà nó cũng không phải là quá dài. Không phải quá dài để các anh các chú mặc nó kiểu khó chịu đâu. Nó là quần short chứ nó không phải là quần lửng các anh các chú nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn ấy. Đây là màu xanh nhạt này. Màu xanh đậm của nó đây các anh các chú ạ. Màu xanh đậm của nó đây. Đó, màu xanh đậm đấy nhá. Và tất cả các chất liệu, cái đường may của nó thì em nói luôn là không có điểm chê rồi. Màu xanh đậm này. Còn đây là màu xanh đen này. Màu xanh đen. Đó. Form dáng rồi là chất liệu của nó như nhau. Form dáng chất liệu như nhau các anh các chú ạ. Quần ngắn thì nó như thế. Còn đây là quần dài. Quần dài thì em Thanh cũng có 3 màu. Nó cũng giống quần ngắn thôi ạ. Nó cũng có 3 màu xanh nhạt, xanh đậm và xanh đen. Và cái quần dài ấy, thì cũng có size từ 29 đến 36. Size từ 29 đến 36 các anh các chú nhá. Thì size 29 thì là cũng bụng 78 này. Size 30 thì là bụng 80. Size 31 bụng 82. Size 32 bụng 84. Size 33 bụng 86. Size 34 bụng 88. Và size 34 cộng là bụng 90. Size 36 thì là bụng 92. Và có size đại là bụng lên đến 94, 96, 98. Anh em chú mình cứ cho em số đo. Còn tuy nhiên cái form quần dài này thì nó kiểu là dáng quần đứng. Form quần dài nó dáng quần đứng nhá, chứ nó không phải là cái dáng quần ống suông hẳn đâu. Cho nên là các anh em chú mà hỏi em là đòi cái quần mà ống rộng đến 22 là em chịu. Cái này nó ống của nó ấy cỡ khoảng tầm 18 đến 21, tùy theo cái số size nhá. Chẳng hạn là số 29 đi thì cái ống của nó sẽ là rộng 19 á. Xong đến số 30 thì nó tăng lên một xíu cứ như thế. Đó, còn cái chiều dài quần của nó thì nó sẽ dài cỡ khoảng tầm từ một, chẳng hạn là size 29 nó dài tầm 101, 102 đấy ạ. Nó tăng dần đến size 38, à quên em nhầm, đến size 36 chẳng hạn, thì nó sẽ dài đến 107, các anh các chú nhá. Đó các anh các chú ơi, với những con quần này thì các anh các chú yên tâm, kể cả các anh các chú mình mặc nó bị dài một xíu, các anh các chú về cắt lên nó không ảnh hưởng form dáng đâu. Đây ạ, thế nhá, ví dụ như con này mà em có lên like lên đến cỡ khoảng đây, tầm này là cỡ khoảng tương đương với 7-8 cm đây. Nó vẫn rất là vừa vặn luôn bởi vì nó là quần form ống đứng ấy. Tuy nhiên các anh các chú mà mình có lên like á thì các anh các chú nói thợ may ấy, người ta giữ lại cái like quần này nhá. Giữ lại cái like quần và may cho nó đẹp thì nó đứng form được. Còn các anh các chú mà lên like của anh chú gập vào xong may một cái đường thế này trông nó rất là giả chân mà nó không có đẹp bởi vì là cái phần
cả cái phần gấu quần này này họ quắt như thế này các anh chị chú nhá. Đây đường may của nó đây các anh chị chú ạ, nó đường may chỉ kép đẹp vô cùng luôn. Form dáng thì nó gọi là dáng kinh điển rồi, ai cũng có thể mặc, tuy nhiên cái này sẽ dành cho các anh các chú mà tầm 35 40 tuổi trở lên. Còn dưới còn trẻ hơn, thanh niên thì không nên mặc quần này đâu ạ. Thanh niên các anh các chú mình có thể mặc quần short, còn quần dài thì các anh thanh niên không mặc được nhá, bởi vì trông nó sẽ bị già trước tuổi đấy ạ. Bởi vì nó rất là đứng form này, cái này các anh các chú mình dành cho những chú trung niên, cho nên là các anh các chú lưu ý, đặc biệt lưu ý giúp em. Còn cái này các anh chú có thể đến các chú đến 70 tuổi mình mặc vẫn đẹp, trông rất là phù hợp luôn, đứng đắn, nó không quát. Những cái quần này nó không hề quát nhá. Đây ạ. Nó không quát, nó là xanh nhạt thì cũng một màu và xanh đen thì cũng một màu. Đó. Anh chú mình cứ cho em cái số số đo vòng bụng, hoặc anh chú mình lựa chọn theo cái bảng em ghim đấy ạ, từ size 29 đến size 36. Vòng bụng mình đến đâu thì các anh chú mình cứ nói với em để em gửi. Còn cái vấn đề là chiều dài quần. Chiều dài quần thì các anh chú mình yên tâm, về lên like thoải mái luôn, không ảnh hưởng form giá, không mất form đâu ạ. Đó. Và cái form này nhá thì các anh chú mình cũng không ngại là phần đùi, phần mông nó bị chật đâu. Nó là form dành cho các anh chú trung tuổi, cho nên người ta cũng không mặc theo kiểu bó thít, và cái chất liệu của nó không co giãn, cho nên họ cũng không thể là may may nó dáng nó nhỏ được đâu ạ. Nó sẽ rất là vừa phải, nó không phải là rộng thùng thình. Nó không phải rộng thùng thình, tuy nhiên nó không thể bó sát được anh chú nhá. Còn các anh chú mình cứ theo đúng cái số đo vòng bụng cho em thì là chắc chắn là các anh chú mặc vừa. Đó, em ghim cái bảng size số đấy ạ. Anh chú mình cần em gửi này, quần size từ 29 đến size 36, với quần short thì có màu xanh đậm, xanh nhạt, xanh đen, và quần màu quần dài thì cũng có xanh nhạt, xanh đậm, xanh đen ạ. Đó, để em gửi cho các anh các chú. Và quần dài ạ, quần dài em Thanh sẽ bán giá là 650.000. Quần dài này nhá, em Thanh sẽ bán 650.000 một quần. Còn quần ngắn, quần short ạ thì em Thanh sẽ bán 500.000. Áo áo thì em Thanh sẽ bán là 900.000, chỉ có hai con duy nhất ngày hôm nay, chỉ có hai con này thì em Thanh bán 700 thôi nhá. Còn các anh các chú mình mà mua cái sản phẩm kia ấy, thì là nó sẽ là 900 đấy ạ. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, và em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do này, chẳng hạn là các anh chú mình mặc không đúng cái số đo của các anh chú mà các anh chú mình không nắm được ấy, sau khi em ship đến các anh chú mình không mặc vừa, mình chặt hay mình rộng một xíu mà có hoàn lại cho em Thanh, thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em 30.000 ạ, để em thanh toán cho bên đơn vị vận chuyển 2 chiều. Đó, quần short là 500 các anh chú nhá, quần dài là 650 và áo thì là 900. Và em Thanh xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay, và xin kính chúc tất cả quý khách hàng có những ngày thật là nhiều niềm vui ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin chào.